thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Dung Tân, trẫm sai Lý Ngọc gọi nàng tới đây. Tại sao tới giờ nàng mới tới? Thần thiếp cùng hoàng hậu nương nương ngắm mai ở Cô Sơn, đâu phải là hoàng thượng không biết. Tâm trạng của hoàng hậu đã đỡ chưa? Hoàng thượng quan tâm hoàng hậu nương nương như vậy, sao người không tự mình đi hỏi? Hà tất phải vòng vo đi hỏi thần thiếp làm gì? Dung Tân à, nàng có thể ra dáng một phi tần mà nói chuyện với trẫm được không? Hoàng thượng thích như vậy thì cho gọi lệnh quý phi là được. Nghe nói hoàng thượng và hoàng hậu nương nương từng cùng đến Giang Nam, từng giả trang thành phu thê bình dân ra ngoài dạo chơi, tình cảm đó sao mới đây mà đã thay đổi? Dung Tân, nàng đừng ý trẫm sủng ái nàng mà ăn nói không biết chừng mực. Hoàng thượng tam cung lục diện, hễ đến nơi nào đều có quan viên các nơi tự động dâng lên ca nữ vũ hô. Nếu hoàng thượng thấy thần thiếp thực sự hỗn xược, tự động có người khác lấy lòng người, thần thiếp cáo lui. Hoàng thượng còn nuốt nổi thức ăn sao? Hai mắt hoàng thượng đỏ thâm quần dưới mắt, sắc mặt thì tiều tụy, không có tinh thần, cho thấy là cả đêm không ngủ. Miễn cưỡng đến đây dùng bữa, tất nhiên không thể nuốt trôi. Dung Tân, điệu múa Hồ Tuyền lần trước muội múa rất đẹp, khi nào hồi cung muội dạy cho vũ cơ trong cung được không? Vũ cơ trong cung múa đẹp đến mấy cũng không quyến rũ bằng vũ khí thấp hèn bên ngoài. Thần thiếp không muốn phí sức.